Xin chào các anh nhé, tranh thủ giới thiệu với các anh vỏ gỗ để cho anh nào mà muốn chơi hay là muốn cho cái vỏ của mình nó đẹp hơn thì các anh cứ liên hệ với em nhé. Mọi thông tin các anh liên hệ với em qua số điện thoại 086 688 0998. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký, nhấn chuông cũng như là nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các anh nhé. Ở đây em có một cái vỏ gỗ của một con Amlimazang 2238B. Vỏ khá là lớn các anh ạ, vì con máy cũng khá lớn. Đằng sau thì có lưới tản nhiệt. Độ hoàn thiện thì cực kỳ cao các anh nhé. Các anh có thể thấy là vỏ lạng gỗ ốc chó. Trông ở trên hình thì như vậy, nhưng mà đôi khi ở ngoài để mà làm được cái bề mặt xử lý vỏ lạng như thế này thì không phải là dễ nhé, và không phải ai cũng có thể làm được. Đấy, các anh có thể nhìn đã khoan sẵn cả lỗ với các anh về, các anh chỉ việc bắt vít vào là rất là chắc chắn thôi. Mặt làm vát nhìn trông rất là điệu và rất là đẹp. Ở đây có cái nẹp để chặn lại rồi, thế vậy nên rằng là khi các anh lắp máy thì đút từ ngoài vào và bắt vít là xong, hoàn thiện rất là kỹ càng, bề mặt xử lý rất là đẹp. Thì các anh cần như thế nào, cần chơi thì các anh cứ liên hệ với em. Vì đặc thù của những cái dòng vỏ gỗ này thì là các anh cứ phải inbox cụ thể thì mới biết được nhá. Thứ nhất rằng là em xem em đã có kích thước chưa. Nếu mà chưa có kích thước ấy, thì các anh phải gửi kích thước cho em và phải đo thật chuẩn. Với những cái con máy mà nó không có cái phần nào nhô ra ấy, thì cái việc thi công nó sẽ dễ dàng. Còn nếu mà các anh phải nhìn tất cả bốn cái xung quanh xem có cái phần nào nó bị nhô ra hơn so lại bình thường không. Đấy, thì các anh phải đo ở cái phần rộng nhất. Đấy là những cái phải chú ý. Và thước thì phải đo từ vạch 10. Vì đôi khi rằng là nhiều cái thước ở trên thị trường những cái kích cỡ nó không bằng nhau đâu các anh ạ. Nên là nhiều anh em để mà bảo làm chuẩn tí một thì đôi khi còn phải rằng là đo bằng thước nào thì phải làm bằng thước đấy cơ. Thế nên rằng là cái việc này đòi hỏi cái sự kỹ càng nó rất là cao các anh nhá. Vì đôi khi nó rộng hơn quá hoặc là chặt hơn quá thì lại không vừa, nên là không thể úi xùi được đâu các anh ạ. Ok, tùy vào những cái vỏ, có thể nó loanh quanh từ 900 đến 950, 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2. Tùy vào kích thước, tùy vào kích cỡ và tùy vào yêu cầu. Thì cái này thì các anh cứ liên hệ cụ thể, sau đó thì chúng ta sẽ làm việc nhá. Vỏ thì được lạng gỗ ốc chó hoặc là lạng gỗ sồi. Gỗ sồi thì sẽ là màu vàng, nhưng mà thường thì gỗ ốc chó sẽ là phổ thông nhất, bởi vì nó cũng giống màu với lại màu của hàng zin nhất các anh ạ. Ok, cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm sau.